Lý thuyết ét tinh túy. Đây là những cái câu phải lý thuyết mà thầy chọn lọc nhé. Đây là những câu lý thuyết mà thầy chọn lọc ra từ trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2023, Trung học phổ thông quốc gia năm 2022, các đề minh họa của các năm gần đây. Thế nên là các bạn cùng comment đáp án để chúng ta cùng nắm được xem là chúng ta cùng test lại xem là cái phần kiến thức mình học từ trước đến giờ có ổn không. Và mình nhìn lại xem là quãng đường thời gian học tập của mình đã đi đến đâu rồi và mình cần phải chỉnh sửa những cái nào nữa. Ok nhá. Câu số 1. Công thức của metin acetat là gì ạ? Công thức của metin acetat là gì? Với rất nhiều bạn học sinh ấy thì cái nỗi lớn đau đầu tiên của chúng ta khi học hóa đầu năm lớp 12 đấy là gì? Đấy là gọi tên ete. Với nền tảng chúng ta không có, chúng ta không nhớ tên axit. Nên chúng ta gọi tên ete là đôi lúc là chúng ta gọi bị loạn nhá. Lúc ta gọi bị loạn, đôi lúc chúng ta gọi bị choáng nhá. Có nhiều thằng axit mình không biết. Đúng không? Thế thì các bạn chú ý trên fanpage thì mình nhá. Thì mình sẽ đăng lại cái tên những cái axit hay thi do chính thầy mình biên soạn lại và do chính thầy tổng hợp lại bằng cái kinh nghiệm là hơn 11 năm dạy hóa của thầy. Được không? Vậy ở đây này, metinacetat đầu nó sẽ là đầu CH3 COO CH3 các em nhé. CH3 CO CH3, vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bò. Yeah. Đúng không? Rồi tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án B ạ. Thế mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án B nhá. Đây là câu ST trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2023. Đúng không các bạn nhìn không? Rồi, câu số 2 ạ. Nào. Câu số 2 ạ. Công thức của etin acetat ạ. Công thức của etin acetat ạ. Cũng là, nhưng mà câu này là câu trong đề minh họa nhé. Câu này câu trong đề minh họa Trung học phổ thông quốc gia năm 2023. Đấy, ở bên trên là câu trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2023, còn bên dưới là câu trong đề minh họa. Nào các bạn comment đáp án thì xem nào. Xem đáp án là đáp án gì ạ? Trong đề minh họa. Đề minh họa. Đáp án là gì ạ? Hay mà đúng không? Rất là hay rồi. À, etinacetat thì đầu nó sẽ là đầu gì? CH3 đúng không? Nó vẫn là CH3COO nhỉ? Nó vẫn là CH3CO và gì ạ? C2H5 đúng không? CH3CO CH5. Đáp án đúng chúng ta, đáp án B bỏ. Rất xịn, rất dễ luôn. Rồi, câu số 3. Nào, câu số 3. Câu số 3 các em ơi. Câu số 3 các bạn chọn đáp án gì ạ? Các bạn cũng nghe đáp án cho thầy xem. Câu số 3. Thủy phân. Câu này ở trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2022 đi. Câu này ở bên trong cái đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2022. Tất cả những cái đề mà thầy minh soạn ra nhé, đều là những cái đề mà chính bản thân thầy soạn ra là thầy mong muốn là cho tất cả các bạn và các em có được cái trải nghiệm nghiệm tốt nhất. Có được cả cái trải nghiệm tốt nhất khi học hóa để mà các em xác định được vị trí mình đang đứng ở đâu và xác định được con đường sắp tới mình cần làm gì. Nếu mà bạn nào mà có duyên thì tham gia khóa live của thầy. Đấy, thầy có khóa live này. Đấy, khóa live cực kỳ xịn và mới học được có một vài buổi thôi. Bạn nào mà muốn tham gia, muốn tìm hiểu về khóa online của thầy thì có thể inbox cho thầy nhá. Nào, thủy phân ST nào sau đây trong dịch nào thu được natri format thì mình phải viết anh natri format đã nhỉ. HCOONA, đúng không? HCONA. HCONA là natri format. Thế thì thủy phân ST nào thì đầu nó thì suy ra thằng ST đấy nó phải có dạng là gì? HCOOR phải nhỉ? Các em nhỉ? Nó phải là có dạng HCOOR phải. Đây là những cái câu rất dễ thôi các em ạ. Đây là những câu rất dễ, những câu đầu tiên này. Nó dễ ợt luôn. À, HCOOR phải vậy. Anh này là CH3 này, bỏ này. CH3 bỏ này. CH3 bỏ này. Vậy đáp án đúng là đáp án C. Rất dễ. Câu số 4 ạ. Câu số 4 ạ. Những câu này dễ lắm, những câu này khởi đầu mà thực ra ở bên trong đề thi đại học thì nó cũng chia thành hai, nó gần như là nó chia thành hai thái cực. Một thái cực là những câu dễ từ câu số 1 cho đến câu số 30. Còn những cái câu bắt đầu khá và khá cứng thì từ câu số 31 trở đi. Thế thì cái câu chuyện chúng ta khi mà chúng ta học ấy là chúng ta cần phải làm được những cái câu dễ và chúng ta cần nắm được những cái kiến thức dễ đấy để chúng ta làm các em nhá. Câu số 4 ạ. STX có công thức phân tử là C4H8O2 này. Thủy phân X trong dịch NaOH dư thì thu được sản phẩm gồm natri propionat. Natri propionat là C2H5 CONA các em ạ. Và ancol Y, vậy chắc chắn cái anh ST nó phải có dạng là C2H5 COO này, đây là C4 bỏ 1, bỏ đi 3 carbon thì còn là CH3 thôi. Vậy suy ra khi thủy phân ấy trong NaOH thì anh này mình sẽ thu được ancol là CH3OH kèm nhỉ. Dễ không ạ? Quá dễ dàng nhỉ. CH3OH đáp án đúng chúng ta là đáp án D ạ. CH3OH đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Thầy tuyên dương tất cả các bạn đã chọn câu số 4 đáp án D nhá. Rồi. Câu số 5 đây. Câu số 5 này xuất hiện trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2022 và tất cả những bạn nào học offline và học online thầy Minh thì đều biết rằng thầy Minh có một skill rất kinh điển để hóa giải nó.
đúng không? Đó là skill gì ạ? Các bạn có thể nói được cho thầy Minh được không? Đó là skill gì ạ? Skill đặc biệt do thầy Minh nghĩ ra, đúng không? Và chỉ đặc biệt có duy nhất một mình thầy Minh có thôi. Skill gì mà cân bằng, mà có thể xử được tất cả các loại đồng phân các em nhỉ? Skill gì ạ? Skill gì mà có, mà không kinh tất cả các loại đồng phân chúng ta ăn được hết ạ? Chỉ một skill ạ, xử được hết tất cả các mọi loại đồng phân ạ. À nó là gì ạ? À gì ạ? 3, 4, 5, 2, 4, 8. Đúng không các em? Đúng rồi, chính xác. 3, 4, 5, 2, 4, 8. Ôi, thế vậy bây giờ này, bây giờ chúng ta xử lý anh này. C362 này thì nó có dạng là gì ạ? R1COOR2 đúng không? Nhiều bạn học thầy Minh là bây giờ bạn nhẩm ra đáp án rồi, đúng không? Những các thanh niên học thầy Minh comment đáp án thì mình nhìn xem nào. Dễ ọt đúng không? Đây coi như bài thuốc thử độ này, độ thấp thấp. R1COOR2 vậy mình sẽ có là R1 cộng với lại R2 của mình thì bằng 2 carbon thôi các em nhỉ. Và đây mình sẽ có là 0 cộng 2 1 cộng 1 3 4 5 2 4 8 đúng không? 3 4 5 2 4 8. Còn 0 1 2 thì chỉ có 1 thôi. 1 1 1 1 1 nhân 1 bằng 1. 1 nhân 1 bằng 1. 1 cộng 1 bằng 2. Vậy chúng ta sẽ có hàng phần. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Và đấy, các em nhìn thấy không? Với skill này của Thế Minh chúng ta đã đút gọn vào túi 0,25. Rất đơn giản, nhẹ nhàng và không bị nhầm. Mình sang câu số 6 ạ. Câu số 6 là câu ở trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2021. Câu số 6 ạ. Câu ở trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2021, một câu rất hay luôn. Câu số 6 này cũng được đánh giá một câu rất hay nhờ. Ancol metallic thì mình phải nhớ được công thức ancol ạ. CH3OH, nhiều bạn là học cái hồi cuối năm lớp 11 nó hời hợt. Thế nên là dẫn đến là đầu năm lớp 12 là học ST chỗ nào cũng thấy khó đúng không? Bởi vì là cái việc mà các bạn học ST thấy khó là đầu tiên là các bạn không gọi được tên. Thì không gọi được tên thì các bạn không làm được gì hết cả. Đấy, thế nên là đầu tiên ấy, chúng ta muốn học lại, chúng ta muốn học giỏi hóa, chúng ta phải đi từ nền tảng. Và rất may mắn là các em đang học, các em đang được ngồi cùng với thầy Minh. Thầy người là người chuyên đi lấy nền tảng cho các em. Nào, acid formic là gì ạ? HCOOH đúng không ạ? Vậy ST nó sẽ là gì ạ? HCOO CH3 đúng không em? Rất là dễ nhé, các bạn comment đáp án nhé. Và thầy Tuyên Dương, tất cả các bạn đã comment đáp án đúng là đáp án B. Câu số 6, đáp án B ạ. Rồi, nào nào nào, tiếp tục. Câu số 7 này, câu số 7 trông hơi dài tí. Nhưng mà nó cũng xuất phát từ trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia ấy. Cá nhân thầy khi mà thầy soạn cái đề này ấy, thầy rất là mong muốn rằng là các bạn có thể nhìn thấy là thực tế là sắp tới các bạn thi ấy, thì trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia người ta hỏi những cái câu nào. Thì ví dụ như ở trong này thì các bạn nhìn thấy là thầy tổng hợp là hết tất cả những cái câu. Thầy chỉ bỏ những cái câu mức độ vận dụng cao ra thôi. Bởi vì những câu mức độ vận dụng cao thì khả năng cao bây giờ ít bạn giải được, trừ những bạn nào học thầy Minh rồi thôi. Những bạn nào học thầy Minh nhanh rồi thì các bạn sẽ giải được, còn những bạn còn lại đa số các bạn sẽ chưa giải được câu mức độ vận dụng cao. Mà cái câu cuối ở cái đề này thì nó chỉ là một câu mức độ vận dụng thôi. Đấy, thì thầy để vậy là để cho các bạn cùng có cái ý chí vươn lên để học tập nhá, chứ không phải cho khó quá thì các bạn lại sợ. Câu số 7 ạ. STX có công thức là C4H8O2. Thủy phân X trong môi trường H4 loãng thì thu được sản phẩm gồm axit acetic là CH3COH và chất hữu cơ Y. Vậy suy ra STX nó phải có dạng là CH3COO đây này. 4 này, bỏ đi 2 carbon, đây thì còn là C2H5. Vậy ancol Y của chúng ta nó sẽ là C2H5OH đúng không em? Đấy, ancol Y chúng ta nó đã sẽ là CH5OH, rất là dễ đúng không? Đáp án đúng chúng ta đáp án dễ ạ. CH5OH nhỉ. Câu số 8 ạ. À, câu số 8 có tính toán. Tính toán này dễ lắm. Nhiều bạn mà học thầy Minh rồi, học lớp thầy Minh rồi ấy, học các cái khóa ví dụ như là offline với lại khóa live X của thầy Minh hay là live VIP đấy ạ, thì nhìn thấy 8,2 là chọn được luôn. Nhiều bạn nhìn thấy 8,2 chọn được đáp án luôn, nhưng mà thôi, bây giờ mình cứ giải bình thường nhé, không làm nhiều quá các bạn lại tưởng mình hack. Metin acetat thì nó sẽ là CH3 này, COO này, CH3 này bằng dung dịch NaOH đun nóng này thì mình sẽ thu được là gì ạ? CH3 này, COO này, Na này cộng với lại CH3 này, OH này. Đây là muối đúng không ạ? 8,2 gam muối thì mình tìm được số mol muối luôn nhỉ? 8,2 mà chia cho 82 thì bằng 0,1 đúng không ạ? Vậy là 0,1 mol muối này. Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol của metinacetat là bằng 0,1 này. Và từ đó mình tìm được khối lượng của metinacetat đúng không? Khối lượng của este đấy ạ. Thì bằng số mol là 0,1 này. Nhân với phân tử khối của nó, anh này phân tử khối là 74. Được không ạ? 0,1 nhân 74 thì bằng 7,4 gam. Rất là dễ nhỉ? Là đúng đáp án B đấy. Những cái câu trong đấy thi Trung học phổ thông quốc gia, những cái câu đầu tiên ấy thì nó dễ dàng như vậy thôi. Chúng ta chỉ cần học được chắc cái nền tảng và làm nó cẩn thận một chút
đừng làm hấp tấp vội vàng thì kiểu gì mình cũng ăn được điểm nhá. Đây là xong câu số 8 rồi, rất là cảm ơn các em, rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng nhiều comment đáp án. Những bạn nào mà muốn tìm hiểu về khoa học của thầy Minh thì có thể vui lòng inbox cho thầy Minh nhá, để thầy Minh hướng dẫn cho các em được học hóa theo cái cách dễ dàng nhất, và để thầy hướng dẫn cho các em về học hóa bằng cách bản chất nhất. Hóa nó dễ lắm các em ạ. Câu số 9 ạ. Trong đề thi minh họa Trung học thông quốc gia năm 2023. Câu số 9 trong đề minh họa Trung học thông quốc gia năm 2023 thì xà phòng hóa STX có công thức phân tử là C4H8O2 bằng dung dịch NaOH dư thu được muối Y, chú ý này, ancol bậc 2. Đấy, cái từ chốt ở đây là từ ancol bậc 2. Thế rồi mình xem thằng A này, mà thủy phân trong NaOH dư này thì nó suy ra được ancol bậc mấy? Thì ra được axit, ra được H muối là HCONa này. Và ancol nó sẽ là gì ạ? CH3 này, CH này, OH này, CH3 này. Nhiều bạn quên cái bậc của ancol rồi đấy ạ. Thì thầy Minh nhắc lại cho các em bậc ancol nhé. Bậc ancol thì chính là bậc của nguyên tử carbon mà nhóm H đính vào. Ví dụ ở đây ạ, OH này đính vào carbon này bậc 2. Vậy đây là ancol bậc 2. Vậy là thỏa mãn đề bài luôn, thu được ancol Z, ancol bậc 2. Vậy đáp án chính xác của chúng ta nó chính là đáp án A luôn các em nhỉ. Đấy, dễ không? Câu số 10 ạ. Câu số 10 ạ. Đây là mã đề 208, ghi nhầm thành 2018. Khi mà thầy nhìn thấy câu này, lúc mà thầy chữa cái đề thi Trung học thông quốc gia năm 2023 ấy, là thầy chỉ muốn hét lên thôi, là Eureka, học sinh của mình trúng tủ rồi. Bởi vì nếu bạn nào mà học thầy Minh thì các bạn sẽ biết rằng là khi mà giải cái câu này thì tất cả các học sinh của thầy Minh không bao giờ sai được. Bởi vì thầy Minh có một cái phương pháp siêu kinh điển để tìm đường phân STA đa chức nhỉ. Các bạn có nhớ không ạ? Những bạn nào là học sinh thầy Minh ạ, có thể comment cho thầy Minh biết xem là cái phương pháp mà thầy Minh chuyên sử dụng để tìm đồng phân STA đa chức đó là phương pháp gì ạ? Phương pháp gì mà nhanh kinh điển ạ? Không bao giờ bị nhầm. Phương pháp nào các em? Phương pháp nào mà nhanh kinh điển và chúng ta làm không bao giờ bị sợ sai ạ? À, vừa nãy với một câu trong đề Trung học thông quốc gia 2022 cũng là tìm đồng phân thì sử dụng skill 345248. Thế còn bây giờ với đề thi Trung học thông quốc gia 2023 thì chúng ta sử dụng skill và gì ạ? Đếm số. Đúng không? Xếp số. Xếp số thì đơn giản lắm. Bây giờ mình đặt C3H này là 1, C5H là 2. Đây là ST2 chức. Vậy mình sẽ có là 1, 1. Đấy chưa? 2, 2, 1, 2. Và đáp án chúng ta là đáp án gì? 3. Xịn chưa? Các em thấy ngon không? Ngon lành cành đào nhé. Húp phát là được luôn. Nhờ? Câu tiếp theo ạ. Câu số 11 ạ. Câu số 11 này ở trong đề thi thử tốt nghiệp Trung học thông quốc gia năm 2023 của Sở Hà Nội. Câu này cũng đơn giản thôi. Câu này nó cũng nhẹ nhàng đơn giản thôi, nó không quá khó nhỉ. Metin acetat công thức cấu tạo thu gọn. Để bài hỏi chúng ta là metin acetat các em ạ. Thì acetat là CH3 nhá. COO này, metin là CH3. Đúng chưa? Vậy là metin acetat của chúng ta nó là đáp án đúng là đáp án D ạ. Được chưa? Nào, bây giờ thầy hỏi nhá, bao nhiêu bạn ngồi ở đây cần cái tài liệu mà tất cả tên của axit cần nhớ và tất cả tên của nhóm thế cần nhớ thì comment em này. Những bạn nào cần thì comment em nhá. Những bạn nào cần thì comment em. Nếu mà nhiều bạn cần thì thầy Minh sẽ đăng lên trên fanpage cho các em để tặng các em, bởi vì thầy Minh có cái tài liệu này. Được không ạ? Và những cái bạn mà comment em này, chia sẻ video này lại về tường, chia sẻ video này lại về tường, xong rồi là chụp ảnh lại, xong rồi inbox cho fanpage của thầy Minh để nhận được cái món quà là tài liệu đấy. Được không? Nhá. Chia sẻ lại cái live stream này lại về tường ạ. Sau đó là chụp ảnh lại cái việc mà em chia sẻ đấy rồi inbox cho fanpage của thầy để nhận được món quà đấy. Ok không? Và sáng mai thì món quà đấy nó sẽ nằm gọn trong gối của em. Nhá. Rồi. Câu số 12 ạ. STX cũng là trong đề thi thử tốt nghiệp Trung học thông quốc gia năm 2023 của Sở Hà Nội. Thì ở đây mình có này, STX là C4H8O2. Tác dụng với NaOH thì đun nóng sinh ra ancol ethylic. Vậy là để mà đun nóng mà sinh ra ancol ethylic thì đuôi của nó phải có dạng là COOCH5. Mà đây là đều C4 rồi, 4 trừ đi 3 thì còn là CH3 thôi. Nên đáp án đúng chúng ta nó là đáp án B nhỉ. CH3 COOCH5 các em nhá. Đáp án đúng là đáp án B ạ. Câu 13. Câu 13 bắt đầu khó khó một tí. 13 hơi khó khó tí xíu thôi. Với câu tính toán nó không quá khó lắm. Nhờ, nhưng mà nó cũng đủ làm mức để cho chúng ta hơi nhức đầu chứ. Etin acetat là một ST có nhiều ứng dụng trong cuộc sống để sản xuất này thì cần này. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái thủ thuật của thầy Minh, đấy là kg tấn tại yến coi như gam tính toán bình thường các em nhé. Kg tấn tại yến chúng ta coi như gam ấy và tính toán bình thường. Được không ạ?
kg, thì nhắc lại kg tấn tại yến coi như gam để mình tính toán bình thường. Vậy thì ở đây mình có này, acid acetic này, CH3 này, COOH này, được không ạ? Cộng với lại này, alkonitric CH5OH là lượng dư đây. Đây, phản ứng ete hóa là phản ứng thuận nghịch hai chiều. CH3COOCH5 cộng nước ạ. Được chưa? Vậy này, mình có này, để sản xuất 5,28 thì đây là ban đầu. Ban đầu acid acetic là 6 chia cho 60, cứ coi như kg tấn đại yến coi như gam tính toán bình thường đi, thì 6 chia cho 60 thì bằng 0,1 đi. Phản ứng thì chưa biết, nhưng sau phản ứng thì tìm được ete rồi là 5,28. Chúng ta tìm được số mol của ete nhá. 5,28 này. 5,28 mà chia cho phân tử khối của ete là 88 thì bằng là 0,06. Vậy suy ra số mol ete sinh ra là 0,06. Do ancol dư nên suy ra số mol acid phản ứng là 0,06. Và từ đó mình tìm được hiệu suất phản ứng. Hiệu suất phản ứng ete hóa là bằng số mol là 0,06 chia cho số mol ban đầu là 0,1 nhân 100% thì nó bằng là 60%. Ok chưa? 60%, vậy thì đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án D các em nhé. Đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án D ạ. 60% đáp án D. Câu 14 ạ. Câu ở trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia 2023 thì mã đề là 208 chứ không phải 2018, lỗi. Mã đề là mã đề 208, thầy gõ lỗi. Câu 14 ạ. Cái mã đề 208 này cũng là mã đề mà đầu tiên khi mà vừa mới các bạn 2K5 vừa thi xong, thì đây cũng chính là cái mã đề đầu tiên mà thầy Minh có được lúc 10 giờ 40 phút của cái ngày hôm các bạn thi. Và đây là mã đề đầu tiên do tự tay thầy Minh làm đáp án cho các em. Nào, đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam STX, 13,2 gam STX. Thu được, mình nhìn thấy này, số mol của nước bằng số mol của CO2 nên chắc chắn ETN này ETNO đơn hở rồi, đúng không? ETNO đơn hở thì mình được quyền ký hiệu nó nhỉ. ETNO đơn hở mình được quyền ký hiệu nó là CN này, H2N này, O2 này, cộng với lại C, cộng với lại oxy này, cộng với lại oxy này, để tạo thành CO2 này và nước này. CO2 là 0,6 này, nước là 0,6 này, đúng không? Khối lượng ETE là 13,2 này. Vậy ở đây mình đi bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng mình sẽ có này, khối lượng của ETE là 13,2 cộng khối lượng của oxy thì bằng khối lượng của CO2 là 0,6 nhân 44 cộng khối lượng của nước là 0,6 nhân 18. Đến đây mình sẽ tìm được số mol của oxy. Nào các bạn bấm máy tính cho thầy xem số mol oxy bằng bao nhiêu. Cùng bấm máy tính nhá. 0,6 nhân 44 cộng 0,6 nhân 18 trừ 0 trừ đi 13,2 bằng chia 32, số mol bằng 0,75 mol. 0,75 mol các em ạ. Số mol O2 bằng 0,75 mol. Vậy bây giờ nhá, chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Bảo toàn nguyên tố oxy mình sẽ có này. Oxy ban đầu tiên thì nằm trong ete này, có hai oxy, hai lần số mol ete, đúng không? Cộng với ở trong O2 này có hai oxy này, hai lần số mol O2 này thì bằng này, trong CO2 này có hai oxy này, vậy là hai lần số mol CO2 cộng với một lần số mol nước, do trong nước có một oxy thôi, các bạn nhìn không? Trong nước có một oxy thôi. Vậy thì từ đó mình sẽ tìm được số mol ete luôn, nhỉ? Yeah. Số mol ete của mình sẽ bằng này, 2 × 0,6 + 0,6 nhé, 2 × 0,6 + 0,6 này. Trừ đi 0,75 nhân 2 này, bằng này, chia 2 này, bằng 0,15 các em ạ. Số mol ete bằng 0,15. Với số mol ete là 0,15 thì mình tìm được số nguyên tử carbon sẽ chính bằng số mol CO2 là 0,6 chia 0,15 thì bằng 4. Vậy suy ra ete chúng ta nó sẽ là C4H8O2. Đúng không ạ? C4H8O2, và đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Thì cái câu này ấy, nó chỉ là một câu ở mức độ cơ bản thôi, nó không phải là một câu khó nhá. Nên mình chọn đáp án C là đáp án đúng, rất dễ thôi. Nào câu 15 ạ. Độ khó tăng được một chút xíu đấy. Câu 15. 15 là một câu rất hay. Câu này kiểm tra về phần kiến thức ete của phenol. Một cái phần kiến thức này chúng ta muốn làm được nó, chúng ta phải nắm được cái bài phenol là một. Bài phenol ấy, bài phenol ở chương trình hóa học lớp 11 đấy. Nhiều bạn quên hết rồi. Chứa vòng benzen nhá. Thủy phân trong môi trường kiềm thu được hỗn hợp muối. STX mà chứa vòng benzen. Chứa vòng benzen này. Mà thủy phân trong môi trường kiềm lại chỉ thu được hỗn hợp muối và nước. Và nước thì khi và chỉ khi
X là ST của phenol nhá. Khi và chỉ khi X là ST của phenol. Ok không? Vậy bây giờ tương đương với việc là C8H8O2 có bao nhiêu đồng phân ST của phenol? Nào các bạn cùng học rồi, các bạn comment cho thầy xem C8H8O2 có bao nhiêu đồng phân ST của phenol ạ? Nào, có bao nhiêu ạ? Nào, có bao nhiêu đồng phân ST của phenol ạ? Bao nhiêu ạ? Bao nhiêu các em? Bao nhiêu đồng phân ST của phenol ạ? Mình vẽ thôi nhỉ. Đầu tiên là CH3 này, COO này, C6H5 này, một đồng phân. Đúng không? Thứ hai là gì ạ? HCOO này, C6H4 này, CH3 này. Nhiều bạn tưởng là 2, đi tô 2 thì bạn quên mất một điều rằng anh này là có đồng phân vị trí này. Đây các bạn nhìn nhá, thầy vẽ cho các bạn nhìn thì các bạn mới nhìn thấy. Đây. Đây là đầu HCOO. Thế thì còn cái đầu CH3 này có thể cắm vào đây là vị trí số 1 này. Đây là vị trí số 1, đây vị trí số 2, đây vị trí số 3. Vậy đây là 3 anh đồng phân cộng với 1 anh nữa. Vậy tổng cộng chúng ta sẽ có 4 đồng phân là ST của phenol. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A, 4 anh. Ok chưa? A nhá, chứ không phải 2 đâu. Nhiều bạn bị nhầm, nhiều bạn bị quên mất đồng phân vị trí octo meta para. Là bị nhầm câu này. Rồi. Ok chưa các em? Câu 16 ạ. Câu 16 ạ. ST nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được natri acetat ạ? ST nào sau đây ạ tác dụng được với dung dịch NaOH thu được natri acetat các em nhá. Natri acetat là gì ạ? CH3 COO Na. Vậy suy ra tương đương với ST nó phải có dạng, dạng của ST. Dạng của ST của chúng ta nó phải có dạng là gì ạ? CH3 COOR phải. Nhìn đáp án ý A loại, ý B loại, ý C loại, đáp án đúng là đáp án gì? Ngon luôn. Rất đơn giản nhỉ. Nhìn phát chọn được luôn đúng không? Câu 17 ạ. Nào câu 17. Câu 17 các bạn chọn đáp án gì ạ? Tên gọi. Này, này nhiều bạn không gọi được cái tên gọi đâu. Thật. Không thì các bạn gọi thử xem, nhiều bạn ối bạn gọi sai đấy. Nhưng bạn nên nhớ rằng là học thế minh nhá. Một lần sai là một lần nhớ. Chúng ta sai 10.000 lần ấy thì chúng ta trở thành thiên tài. Một lần sai là một lần nhớ. Sai đủ 10.000 lần thì chúng ta trở thành thiên tài. Thì chúng ta có một cái nhóm thế. Chỗ này thì chúng ta cần phải nắm được cái tên của nhóm thế thôi và tên của axit thôi. Và chính cái tên của nhóm thế và tên axit này thì học thầy thì thầy đã nói rất là nhiều rồi. Và những bạn nào mà muốn nhận được cái tài liệu xịn sò đấy của thầy thì vui lòng mà chia sẻ lại buổi học này ạ. Sau đó rồi là chụp ảnh lại cái ảnh mà em đã chia sẻ và inbox gửi cho fanpage của thầy Minh nhé. Nhóm tên này có tên gọi là phenin. Thì đây nó là phenin acetat. Được không ạ? Phenin acetat, đáp án đúng chúng ta là đáp án B các em nhé. Phenin acetat, đáp án B. Rồi, câu 18, một câu tính toán. Level tăng dần các em. Level tăng dần. Đây là câu trong đề thi thử tốt nghiệp trung học thông quốc gia năm 2023 của Sở Nam Định. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm metinacetat CH3 COO CH3, etinacetat CH3 COO CH5. Thì các em ạ, đốt cháy hai này thì nó chính là ST no đơn hở nên nó chính là CnH2NO2 thì gọi chung như thế. Đốt cháy nó trong oxy thì thu được CO2 và nước. Thì điều đặc biệt là do ST no đơn hở ấy, nên khi cháy của nó thì số mol của CO2 chính bằng số mol nước, đặt là A thì này là A. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào CaOH này lần dư. CaOH này lần dư. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy cũng như hấp thụ cả CO2 và nước thì thu được 35g kết tủa. Kết tủa là kết tủa CaCO3. 35g thì mình tìm được số mol là 35 chia cho 100 bằng 0,35. Và do có từ dư này nên mình suy được số mol CO2 bằng 0,35 luôn. Và với số mol CO2 bằng 0,35 thì mình suy được luôn số mol của nước cũng bằng 0,35 luôn. Và đề bài hỏi chúng ta là khối lượng của nước. Đúng không ạ? Và khi đề bài hỏi chúng ta khối lượng của nước ấy, thì câu chuyện đơn giản thôi. Mình lấy 0,35 mà nhân với 18 nhỉ? Là ra được khối lượng của nước 0,35 nhân 18 bằng bao nhiêu đấy ạ? 6,3g. 6,3g. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D các em nhé. Câu 18 ạ, đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. Chúng ta giải rất là nhanh câu này. Câu 19 ạ. Nào các bạn cùng chọn cho thầy xem nào. Câu 19 ạ. Phát biểu nào sau đây là sai ạ? Phát biểu nào sau đây là sai? Nào các bạn cùng chọn đáp án đi ạ. Xem tao nào sai. Rất nhiều bạn học xong ST rồi nhá. Thầy biết ạ, rất nhiều bạn học xong ST rồi. Bạn mạnh dạn lên ạ. Mạnh dạn cho đáp án đi ạ. Câu này thì cho hơi vượt quá một tí. Ở điều kiện thường, tristerin là chất rắn
thì triglycerin là chất béo no. Chất béo no thì là chất rắn là đúng. Etinformat có phản ứng trắng bạc HCOO CH5 thì nó đầu HCO nên nó trắng bạc là đúng. Cứ có đầu HCO là trắng bạc em nhé. Thủy phân etinacetat thuộc alcohol methylic là sai, thuộc alcohol ethylic, vậy sai là C các em ạ. Còn triolin có nối đôi CC nên phản ứng được với nước brom là chính xác. Ngon lành cành đào các em nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sang câu cuối cùng của buổi học ngày hôm nay. Một câu mức độ vận dụng. Đây là một câu mức độ vận dụng trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2023. Một câu rất hay. Và câu này thầy Minh tủ trúng dạng. Học sinh của thầy Minh đi xong về review thầy là cái câu này còn dễ hơn câu thầy cho. Cái câu này còn dễ hơn câu thầy cho. Các bạn xem nhá. Giải thế nào này? Phần trăm khối lượng carbon hydro oxy lần lượt là. Thế thì câu này thì chúng ta giải đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta sẽ có thế này. Phần trăm carbon hydro oxy thì mình sẽ giả sử đi. Giả sử là mình có 1 mol chất E thì nó sẽ nặng, thì mình sẽ có là khối lượng của 1 mol E nó bằng là 118. Đúng ạ. Vậy thì phần trăm carbon là 40,68 thì mình tìm được số mol carbon bằng 118 này nhân với lại 40,68 là 0,4068 này bằng 118 nhân 0,4068 bằng 48. Đúng không? Vậy 48 mà chia cho 12 nhá, đây là carbon, số mol carbon chia 12 thì bằng 4. Tương tự mình tìm được số mol hydro bằng 118 nhân với này 5,08 là 0,0508 chia cho 1 thì bằng mấy? 118 nhân 0,0508 bằng 5,99 chia 1 là 6. Đấy. Cuối cùng ạ, số mol oxy. Oxy lại còn là 52,54%. 118 nhân với 0,5254 chia 12 thì bằng 118 nhân 0,5254 bằng chia 12 bằng. Đấy. 118 nhá. Nhân với 0,5 à chỗ này nhầm ý chứ không phải 5254 nhỉ. 100 này trừ đi 40,68 trừ đi 5,08 bằng 54,24. Chỗ này ghi nhầm ạ, 54,24% kìa. 54,24%. Để lỗi ạ. 54,24%. 118 nhân 0,5424 bằng chia 12 bằng 5424 chia 16 ạ. Chia 16 thì lát chia 16. Rồi, chia 16 bằng 4 ạ. Vậy suy ra anh E của chúng ta nó sẽ có công thức phân tử. Suy ra E có công thức phân tử là C4H6O4. Dễ chưa? Dễ chưa? Mà các em nhìn này, anh E này tác dụng với 2NaOH. Mình nhìn nhá. Anh E tác dụng 2NaOH thì O4 thì có hai nhóm chức CO. Được chưa? O4 thì nó có hai nhóm chức CO. Và tiếp tục này, C4H6 thì có 2 pi. Thì 2 pi nằm trong 2 CO rồi. Nên suy ra trong phân tử chỉ có 2 chức CO này và không có pi CC. Ok chưa? Bởi vì 2 pi này nó nằm trong 2 chức CO rồi. Vậy ngay lập tức mình sẽ suy ra thằng E của mình. Thằng E mình nó sẽ là gì ạ? HCOO CH2. Được không ạ? COO CH3. Đây là thằng E. E ăn 2 này AH. Được không ạ? Để tạo thành HCOONA cộng với HOCH2COONA cộng với CH3OH. Ok chưa? X là HCONA, Y là HOCH2COONA và Z là CH3OH. Ok. Vậy suy ra F X cộng HCl mà. Suy ra F là HCOOH. Y cộng với HCl ra T. Suy ra T là HOCH2COOH. Ok. Bây giờ đề bài hỏi này. Chất F không có khả năng tham gia phản ứng trắng bạc. Chất F không có khả năng tham gia phản ứng trắng bạc. Đâu chất F đây? Trắng bạc thoải mái. Sai.
Đúng không? Sai là A luôn. Vậy đáp án sai là A vì HCOH có khả năng tham gia phản ứng trang bạc. Các bạn thấy không? Đây là một câu mức độ vận dụng trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2023. Nhưng team thể minh Berlin làm vèo phát sự gọn cái là nằm gọn trong lòng bàn tay luôn. Và đây cũng chính là điều mà thầy muốn nhắn nhủ tới cho tất cả các bạn và các em. Là mình học gì thì học, nhưng mình phải học sát với lại đề thi Trung học phổ thông quốc gia để mình tiết kiệm thời gian một cách tốt nhất. Và nếu một bạn nào mà muốn học hóa một cách bản chất nhá, một cách sát với đề thi, thì có thể inbox cho thầy Minh. Bởi vì thầy Minh đang dạy những khoa học như vậy và có rất nhiều bạn đang học cùng thầy Minh như vậy. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay của thầy Minh. Và hẹn gặp lại các em vào những buổi học tiếp theo. Và hiện giờ thì thầy Minh sẽ live stream cho các em rất rất nhiều với các bạn học sinh lớp 12, bởi vì năm này là năm cuối. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi và ủng hộ thầy. Bye bye, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào buổi học tiếp theo. Bye bye, chào tạm biệt nha. Chúc các em ngủ ngon. Nó hỏng quá.